Tụi mình đang vào hướng đi tham quan cây tung, thì mới đi qua cái chỗ cái cây bị nghiêng á, là mình đã thấy có rất là nhiều muỗi. Và sáng hôm qua mình đã mua cái soft fail mà sáng giờ mình quên xịt. Bây giờ tụi mình sẽ xịt soft fail để chống muỗi. Tháng này thì mưa, rừng phát triển, cây phát triển nhưng bù lại rất là nhiều muỗi, thì sẽ phải xịt muỗi thôi. Nhưng mà không được xả rác nha, mình sẽ bỏ túi quần để cầm về. Là cây, cây này gọi là cái gì? Cái tung. Ồ. Tung cái này. Dạ dạ. Mẹ con sầu đúng không? Mình đang đi thì mình thấy trên cái cây có rất là nhiều nấm các bạn. Nấm dưới đây nè. Đây nha các bạn xem. Wow, nấm mọc trên thân cây nè. Đợt trước mình đi vào tháng 1 và lần này mình đi vào tháng 6. Thì hai thời điểm cho mình hai cảm giác khác nhau hoàn toàn luôn các bạn. Hiện tại thì không khí cảm giác mùi ẩm của nước nhiều hơn và cây xanh hơn rất là nhiều, mát hơn rất nhiều. Cảm giác là mặc dù đợt trước đi cây vẫn xanh nhưng mà nó không phải là màu xanh nhiều sức sống như hiện tại ấy. Đó là mình nghĩ đi Nam Cát Tiên á, mình đi nhiều lần cũng được, mỗi lần mình đi một thời điểm khác nhau để mình cảm nhận sự thay đổi của rừng, của thiên nhiên cũng là một điều khá là thú vị. Đi Nam Cát Tiên ngoài việc được chụp ảnh đẹp, tụi mình còn được vận động nữa. Đạp xe đạp đã là một loại vận động, mà đi vào tham quan từng cái loại cây thì mình sẽ đi ngoài đường, đi bộ vào phía trong sau nó lại thêm một loại vận động được gọi là đi bộ. Là cứ mỗi tuần các bạn đi Nam Cát Tiên một lần thì các bạn sẽ có 4 tiếng vừa đạp xe vừa đi bộ, sẽ không sợ bị tích mỡ bụng. Sau khi đi hết một vòng thì tụi mình sẽ ra lại cái chỗ mà lúc nãy vào, giờ mình sẽ lấy xe đạp để đạp tiếp lên. Hậu trường quay video nè các bạn, để làm mỗi trường chỗ nào á mà mình thấy cảnh đẹp thì mình sẽ dừng xe lại như này, xong mình sẽ set up cam ở đây, cây mình sẽ chạy lên. Sau khi quay video xong thì mình sẽ quay lại lấy máy ảnh như thế này. Cái đường ở Nam Cát Tiên nó cũng là đường xi măng, xong rồi nó bị nhiều xe đi qua đi lại quá cái nó bị xuống cấp. Lần này đợt trước á mình chọn cái xe đạp kia, ấy da, là cái xe đạp mà nó có cái lồng với cái yên thì nó cao nên là mình chạy thẳng. Còn đợt này cái xe đạp này nó là xe địa hình, xe cục á, nên chạy á phải cong cong với lên như thế. Nhìn thì cũng có ngầu á nhưng mà thật ra là nó rất là mỏi lưng. Bây giờ là 1 giờ chiều, bây giờ tụi mình mới ăn trưa. Tụi mình sẽ ăn trưa với mì gói ở quán của nhà bé Bảo với lại ướt xanh nè. Ui. Mì lẩu Thái. Tính tiền giùm em chưa? Hello. Chưa về ăn cơm hả? Đi chơi không? Chơi. Đây.
Hello bé, này em con hả? Con tên gì? Giang Nghi. Giang Nghi, Giang Bảo. Hey, bé này là bé Giang Nghi. Gia Bảo lại đây quay video là Gia Bảo. Sau 6 tháng không gặp thì Gia Bảo nhìn đẹp trai hơn. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi xuống gần bến cự. Đợt trước mình đi tháng 1 là chưa có nước là ra được tới ngoài kia. Bây giờ nước vào tới trong đây luôn. Mình sẽ thịt chống mũi cho hai bé. Thịt chống trước nha. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi chơi tiếp và hai người trở thành bốn người. Đây là đường vào Tháp Trời và mình gọi tên cái cổng mà tụi mình chuẩn bị chạy qua được gọi là Heaven Gate, nghĩa là cổng trời, cổng thiên đàng. Thật ra là mình tự đặt tên chứ không ai đặt tên hết. Đường vào Tháp Trời á, một xí nữa sẽ có một cái đoạn lên dốc. Đường này hồi trước mình chạy là đường đá. Ồ, đường đất. Hôm nay người ta đã lót đá rồi. Mà lót đá chạy khó hơn. Ồ, lót đá chạy ơi đó thương. Tụi mình lúc ban đầu thì tụi mình đi qua cái cổng là Heaven Gate. Sau đó tụi mình sẽ có một cái con dốc mà mọi người chạy không nổi. Mọi người phải đè bộ lên như thế này, hoặc là mọi người vừa chạy vừa la trời, nên cái thác mà tụi mình đến mới gọi là thác trời. Đi tiếp thôi. Ôi đẹp quá vậy. Đi đi đi, mình quay video đi. Bình thường mà đi Nam Cát Tiên các bạn thấy là mọi người chỉ úp ảnh mà chụp ở cái cây tung thôi á, không thấy mọi người úp nhiều ảnh chụp ở mấy cái cây sao á. Không phải là vì nó không đẹp đâu mọi người, mà là bình thường á, đi cái cây tung ở ngoài đó thì mọi người còn sức ấy, nên là mọi người rất là sung chụp ảnh. Nhưng mà đi vào tới chỗ cây gõ này á là bắt đầu hết sức rồi, đuối, nên là chỉ đi vào ngắm cảnh ngắm cây chứ không còn hơi để chụp ảnh ấy. Như tụi mình vừa mới vào cây gõ là tụi mình vào để xem cây gõ như thế nào, thông tin của cây gõ, xong rồi ngắm cây. Bây giờ tụi mình đi ra để đi tiếp tới cây đa, tại vì cũng hơn 3 giờ rưỡi rồi, tất cả mọi người đều hết sức rồi. Rồi cây gõ bắt đầu thì tụi mình sẽ chạy tiếp vào cây đa. Gia Bảo bảo đây là cái đường đẹp nhất khu vực này, nên mình quyết định là vừa chạy vừa quay. Cái đoạn đường này đợt trước mình đi là mùa khô nên nó không có cây cỏ, còn bây giờ mùa mưa cây cỏ lên rất là nhiều, xanh tươi. Gia Bảo với lại Y đang chạy sau lưng mình. Đợt trước mình đi thì chỗ này nó mùa khô nên nó không có nước, nó khô, mình có thể đi lội ở dưới được. Bây giờ thì mình không có nước, nước đang chảy nè. Trong lúc mà mình chờ để chụp ảnh với cây đa, tại vì đang có một nhóm đang chụp ảnh, thì mình sẽ chơi trò phỏng vấn Gia Bảo với lại Bi. Gia Bảo còn gọi là Bun. Chị Bi dựa ngồi lên trên vị cũng được.
Rồi bên tay phải, bên tay phải mình là Gia Bảo, bên tay trái mình là Bi, em gái của Gia Bảo. Tại vì lý do đợt này chị đến Nam Cát Tiên là để gặp Gia Bảo, nên là Gia Bảo Gia Bộ giới thiệu ví dụ như tên, rồi mình học lớp mấy, rồi sở thích của mình là gì được không? Đấy. Hai ba vô. Em mắc cỡ kìa trời ơi. Sao? Gia Bảo học lớp mấy? Sáng điện này. Theo em đó. Với cách cách thôi. Cô Bi đi về chưa? Cô Bi đi về chưa? Cô Bi. Cô Bi đi về chưa? Chưa. Đây, nắm tay chị đi về. Đây. Rồi. Thằng nào đòi đạp thế rồi. Giờ mấy đứa sở thích chúng mình là Linh đi nó ra. Chị làm YouTube à? Ồ, chị làm YouTube nè. Ồ, chị làm YouTube thì mới quay được Bi chứ. Gia Bảo có thích nói tiếng không? Không. Không hả? Nói tiếng mệt lắm. Tiếng mệt, ừ đúng rồi. Tham quan cây đa xong thì bây giờ tụi mình sẽ đi ngược ra. Bây giờ tụi mình sẽ chạy một mạch ra luôn, không dừng lại nữa nha. Đi chạy qua chị luôn đi. Chị chấp Bi nửa đường luôn á. Sau khi đi cây đa xong rồi tụi mình chạy một mạch thẳng ra. Tụi mình ra lại quán của mẹ Gia Bảo. Sau đó Gia Bảo với lại bé Bi sẽ ở đây. Còn tụi mình sẽ đạp ra trả xe đi về. Tới đây thì mẹ Gia Bảo tặng cho mình một ly trà tách hạt đá. Quán của mẹ Gia Bảo là ngay gần bến cự. Các bạn tới Nam Cát Tiên nhớ ghé uống nước ủng hộ nhiên. Trà tách hạt đá rất là ngon. Bye. Bi ơi bye. Chia tay Gia Bảo và Gia Nghi xong, tụi mình đạp xe đạp ra ngoài. Trả xe đạp xong cũng lên tàu qua sông để lấy xe máy về lại Sài Gòn. Video hôm nay có chút khác biệt so với các video trước đây. Hy vọng các bạn sẽ thích video này. Và nếu có bất kỳ nhận xét hoặc góp ý gì, các bạn đừng ngần ngại hãy chia sẻ với mình ở phần bình luận của video này nha. Và cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video này. Các bạn đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và đồng hành cùng mình trong các hành trình kế tiếp nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.